Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo năng suất chất lượng rau màu vụ đông xuân, thời điểm hiện tại nhiều hộ nông dân tại huyện Đắc Hà tập trung chăm sóc các loại cây trồng với hy vọng một mùa vụ thắng lợi. Với gần 1 hecta đất sản xuất tại cánh đồng tổ dân phố 6 thị trấn Đắc Hà, để xuống sống các loại rau vụ đông xuân, cách đây hơn một tháng, gia đình ông Phạm Văn Nghiêm chủ động cày ải, phơi đất, bón lót, phân vi sinh, vôi để cải tạo đất tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình tích cực lên luống, xuống giống, điều tiết nước tưới cho từng giai đoạn sinh trưởng của rau. Để tiết kiệm chi phí, gia đình chủ động chọn những giống rau phù hợp để ươm giống và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để chăm sóc vườn rau. Để nó tùy theo cái giống, có cái loại cây thì phát triển từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch là nó 60 ngày, 70 ngày chẳng hạn. Nơ thì nó thường thường là nó 65 đến 70 ngày còn bắp sú thì nó 60 ngày trồng xong rồi chăm bón thì vào phân rồi các thứ tưới tắm đầy đủ nước luôn Cánh đồng, tổ dân phố 6, thị trấn Đắc Hà có diện tích gieo trồng rau màu vụ đông xuân lớn nhất huyện với hơn 60 hecta. Các loại rau được bà con nông dân gieo trồng nhiều như bắp sú, su hào, xà lách, bầu, bí, cải chua, dưa leo, đậu ve. Nhiều hộ nông dân cho biết, thời tiết những tháng cuối năm thuận lợi là điều kiện để các loại rau phát triển mạnh. Để kịp cung ứng cho thị trường dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới, bà con nông dân đang tập trung gieo trồng gắn với phòng trừ sâu bệnh. Ba con đang chuẩn bị làm đất để làm gieo cây vào vụ Tết ấy, mua đây là làm nó thuận hơn nó thuận hơn là cái mùa mưa ở à đó không mưa nó không bị úng nước đó là mình chủ động nước nhưng mà nó thuận hơn là nó vất vả là mình phải tưới tưới tắm là, nhưng mà nó thuận là cái cái cây ví dụ như bất kỳ các cái loại cây rau gì nó vẫn thuận là nó chỉ nó nhanh lên hơn cái vụ đông xuân này là cái vụ chính của nó đấy ừ. còn những cái vụ mùa mưa kia thì là nó là trái vụ nó không có đạt năng suất mà nó không đẹp bằng cái vụ đông xuân này đâu thời tiết thì nó rất là thuận lợi bởi vì vào cái mùa này đấy là thời tiết cái thứ nhất là nó lạnh cái thứ hai là không có mưa ấy, cho nên là cây nó phát triển nhanh lắm. Để đảm bảo cây trồng vụ đông xuân năm 2023-2024 sinh trưởng phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, ngành chuyên môn huyện Đắc Hà hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng, trong đó khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây trồng ngắn ngày khác, sử dụng giống mới và sản xuất theo hướng hữu cơ nhiều hộ nông dân chú trọng sản xuất rau theo hướng an toàn, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học hướng đến bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Trồng là chủ yếu là bằng phân hữu cơ, rồi phun thuốc là bác cũng phun thuốc cái loại thuốc sinh học ấy, nhưng mà bác phun theo cái chu kỳ của cây cây nó phát triển. Trước khi thu hoạch là bác ngưng phải cỡ 20 ngày, bác không phun nữa một đời cây như này cô bác chỉ phun 3 lần thôi mà dùng là dùng toàn phân hữu cơ hết bơm thuốc là thuốc sinh học cho nên là quanh xóm đây là ăn rau của bác hết à với sự chủ động về thời gian chuẩn bị tốt mọi điều kiện đến nay toàn bộ diện tích đất gieo trồng rau màu vụ đông xuân được bà con nông dân huyện Đắc Hà cơ bản hoàn thành một số diện tích trồng sớm phát triển tốt hứa hẹn một vụ mùa bội thu